Hello, xin chào quý vị. Hiện tại bây giờ thì trên tay Lý Hương là một con heo. Con heo này á, là được hình như là đơn vị OMO là tổ chức một cái chương trình là trải nghiệm Tết ha, ở ngay chợ Hoa Xuân ở Phú Mỹ Hưng. Hôm nay là Lý Hương đi ngay cái ngày đầu tiên luôn, ngày 28 tháng 1 ha. Hội Hoa Xuân này thì sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 1 đến ngày 8 tháng 2. Hình như là mùng 5 của Tết kỷ hợi đấy. Và để rinh một bé heo này đây. Chị đây, chị cũng rất mới dễ dàng ha, để được một con heo rồi xong đưa vào đem về nha. Đầu tiên á, là mình sẽ chụp một cái tấm hình, có thể là selfie hoặc là nhờ bạn bè gì đó chụp cho mình tấm hình, sau đó mình đăng lên Facebook ở chế độ công khai với cái hashtag là Tết trải nghiệm. Thế thôi là chúng ta đem lại mấy con nàng xinh đẹp ở bên kia và chúng ta lấy một chú heo rồi sau đó tô màu rồi đem về ha. Đấy, rất là dễ. Thì chúng ta giống như là một khách hàng, xong rồi sao đây trải nghiệm, xong rồi đăng lên Facebook chia sẻ cho mọi người, thì càng nhiều người biết đến thì cái chương trình càng vui đấy, như vậy thôi. Rồi bây giờ thì bà chị của Lý Hương, Lý Hiền ở phía bên kia, bà cũng muốn là có một bé heo đem về, nên bây giờ Lý Hương sẽ quay lại toàn cảnh nè, bắt đầu là chụp hình sau đó đi lại lấy heo và lại tô heo ha. Rồi bây giờ bạn đó là tự selfie mình luôn ha, với bé heo. Rồi. Xong rồi bây giờ mình sẽ đăng chị con heo đi. Rồi sau đó đăng lên Facebook đi. Đây Lý Hiện sẽ quay cho cả nhà các thao tác ha. Để lấy chú heo này đem về Bình Dương tặng cho mấy đứa nhỏ. Chưa hình như wifi em mạng em rất là yếu, đăng đâu. Đi gì Lý Hương? Không khỏe mọi Tết ngày. Trải nghiệm. Hát tắt. Tết trải nghiệm. Tết trải nghiệm. Chính là cái tiếng Việt là hơi ba ngày Tết. Trời ơi. Cái hình xe lao của nhận sáng vậy hả nhỉ? Rồi. Rồi xin chúc mừng bạn. Rồi. Đấy, chị được không? Wow, lợi hại thiệt. Hai con luôn nha. Hai phi hai con. Quên chưa mở wifi. Để mà coi mình còn cái Facebook nào nữa không ta? Rồi. Đang chào lên nha quý vị. Rồi người đẹp bên đây lên được chưa? Để mình lại mình lấy con heo. Lên heo được chưa người đẹp bên đây? Em á. Em á. Em á. Em chưa đăng được gì à. Đợi Facebook à. Mạng em nó yếu á. À mạng yếu hả? Cho chị kia bắn 3G qua. Ok. Rồi, giờ chúng mình sẽ tô màu ha. Một trải nghiệm do OMO tổ chức. Bây giờ thì hơi mát hơn rồi, nhiều người bắt đầu xuống váy để chụp hình đó ha. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ tô heo và đem về ha quý vị. Lấy cái cặp xuống nè Lý Hiền, lấy cái cặp xuống cho đẹp. Rồi. À, set up gấp máy nha. Tô heo. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử khách tô heo trong vòng 10 phút thôi. Con heo của Lý Hiền của đứa chẽn nè. Con heo của mình to hơn. Mình sẽ tô về cho con bé cháu nha. Mình cũng là con heo thủng theo cái con heo ở trong cái hình này luôn. Ai cho? Tự nhìn lịch sử nó ghê hay quá trời ghê. Chuyên gia cứ đi ăn cắp ý tưởng gì đó. Mười phút rồi đó, bấm giờ đi. Điện thoại bấm giờ đâu? Không có đem điện thoại. Bây
giờ là 15:21. Nhận chưa? Nhận rồi, giờ tôi nè. Giờ nhận nha. Anh ra nhận đi, tôi thi luôn. Ờ, thi chung luôn cho vui. Ờ, cho đại ca thi luôn ha. Đợi xíu đi, đợi xíu đi. Mình có ý tưởng hết rồi. Để tìm ý tưởng để quay đi mới biết là pha màu gì pha lên chứ. Để hỗ trợ đây, rồi ngồi giữ đây là đi đồ. Giữ máy. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ có 10 phút để thi đó nha. Rồi, 10 phút nha. Nhau vô, bà con. Bây giờ là 15:28. Ê, bà này bà chuẩn bị sẵn rồi ha. Thử gì? Thử gì đâu? Đó, cây cỏ. Cái cỏ hồi nãy lấy lên đây. Người đẹp dễ thương. Người đẹp. Người đẹp. Áo đen. Cho xin cái khăn đi. Cho xin lên cái khăn. Đúng rồi. Ủa sao hai người đẹp không chịu tô màu đi? À, chưa chưa được hả? Ủa đúng rồi, chị tô đi. Đó, cho màu tôi mà không tô. À. Em về cho nhà cho con tô. À. Tưởng để heo sống vậy chia lại. Mai về cho con tô. Ủa hai người này chơi nhắn vậy chưa hết à? Mười phút sao tôi nổi trời, sao con heo hay con heo không thần đó. Xíu rồi heo mình coi gì vậy? Thôi không chơi nha, chơi gì con heo không có con heo này phải được 15 phút nha. Chơi gì mà tôi kỳ vậy? Làm nào kệ người ta chứ ơ. Cái bà thằng này mà chơi chi tiết chứ kìa, nó mới chơi tổng quyền, chơi hai cái. Không chơi hai tay nha. Ông mà chơi sao kệ chứ sao được quy định đâu đúng không? Ông thằng kia ông chơi cũng... Thôi mình không tập trung vô các thứ mình. Chơi phải chấm điểm theo nghệ thuật nữa nha, xíu phải đăng lên cho khán giả chấm điểm. Heo hả? Thấy ghê. Anh làm không heo đi. Mà mới làm cái sáng đi con bé. Ủa lên xe rồi hả? Heo nó chạy con đẹp chưa ạ? Xíu phải chấm mức độ nghệ thuật nữa chứ không phải chỉ nhanh đâu nha. 10 phút còn mức độ nghệ thuật nữa. Trời ơi. Chơi con heo đen thui cái mặt của chơi sao con heo đó mẹ heo mẹ heo nhà nghèo chú quệ heo nhà xấu heo gì á để heo. Thôi mọi người phải vừa nói vừa làm heo nữa. Có tên phim luôn rồi. Heo mặt mèo ấy ghê quá. Heo đại á hả? Anh làm xong heo mà đi cho mấy đứa trẻ nó coi nó sợ nó quạo ơi. Cái này là bao nhiêu.
Hôm bữa cái bước khởi động mình một ngày mà khởi động nhanh là mình có cái màn là chia sẻ là đánh răng tay trái. Tại vì khi mà đánh răng tay trái thì sẽ kích hoạt được không phải. Cái này không phải là tôi nữa là trời ơi, heo cái gì màu hồng hả? Mình còn mấy phút nữa chắc đẹp quá à. Chụp đại sao mình chưa thấy màu hồng được luôn. Màu trắng không con hả? Có màu trắng, chơi cho mình màu trắng luôn. Bắt đi đâu mấy phần ấy thôi. Cái lưỡi cái màu đỏ nha. Một cái túi luôn. Cái này đem về cho mấy đứa nó. Chắc nó hoảng sợ quá. Ơi liền. Cười quá. Cầm thôi. Heo thì cho heo. Con heo đặc biệt nhất. Sau lưng ôm mộng ước cái gì tôi là người chính từ mấy thâu thanh cô nàng vừa ca anh ghê quá con heo ơi ghê quá khi chưa thành tác phẩm nghệ thuật thì không được không được bình luận. Người Việt mình có câu là 30 chứ không phải là Tết. Hết chưa? Hết chưa? Mấy rồi. Thôi ta sẽ tập trung vô gần hết vậy đó. Nhìn con heo anh ấy nhìn ghê. Anh lấy nguyên úp màu anh tô lên nó bệnh quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xong, ai là người vẽ xong trước? Mình là người vẽ xong trước. Rồi, kết thúc chương trình. Cái con heo nó không kịp chưa? Ồ, nó bệnh. Hết giờ rồi. 28, 38 rồi. Cho cái quần nó cái này đi. Con heo này nó làm ấm ảnh. Con heo này nó làm ấm ảnh. Con heo nó làm ấm ảnh mấy đứa nhỏ. Chị cảm ơn nha, bye bye các em trước nha. Rồi, chào chị ạ. Chào chị. Chúc chị sức khỏe nha. Nắng tỏa chiều nay. Hết giờ rồi. Rồi mình đâu cơ bản ha. Rồi. Rồi mày đem về cho mấy đứa về cho mấy nhóc nó vô tiếp. Vô tiếp đi. Ít ra nó về nó không có bị nó hết không bị hắt hủi đúng không quý vị? Con heo. Băng heo trong 10 phút. Cái này có thể nói là người này là làm việc gọi là toàn diện trong một cái đống hỗn tạp sau đó. Nhưng mà ít ra nó tô phủ cái diện tích là nhiều nhất. Còn người này là bắt đầu từ những cái mà nó phải là đâu đó ha, còn bên đây là nó lộn chọn lộn bỏ. Nhưng mà có thiếu rồi quý vị, đúng rồi quý vị, coi ba con heo mình chọn cái con heo nào nha. Ba con heo, ba con heo. Ok, rất vui ha. Đây là một cái trải nghiệm Tết của Omo tổ chức và nói chung là chọc phá thôi. Hai con heo để con đem về làm dương cho ông bé cháu luôn luôn chơi đi Tết hai con heo là tốt hơn. Ai mà muốn mà chơi với tô heo thi thố với nhau thì có thể đến đây ha. À, ở này sẽ diễn ra vào lúc là ngày 28/1 cho đến ngày 5 âm lịch, tức là 8/2 đó, 9 tại chợ Hoa Xuân của Phú Thân ha. Ở phía bên đây là cái gì? Hồ Bán Nguyệt, Hồ Bán Nguyệt, phía bên đây là Hồ Bán Nguyệt đấy. Hoàn thiện đem về.